Kim Kardashian và Scott Disick đang bị kiện đòi bồi thường 40 triệu đô la Mỹ vì quảng cáo trò chơi giải thưởng xa xỉ có dấu hiệu lừa đảo. Những người tham gia trò chơi được hứa hẹn giành những phần thưởng sang trọng như vé máy bay hạng sang đến Los Angeles, kỳ nghỉ dưỡng 3 đêm ở Beverly Hills, thậm chí là 100.000 đô la Mỹ. Công ty tổ chức xổ số Curated Business nói với TMZ rằng cuộc thi có người trúng giải hợp pháp và có giấy tờ để chứng minh điều đó. Tuy nhiên, các nguyên đơn, bao gồm những người thua cuộc, tuyên bố Kim, Disick và doanh nghiệp tổ chức cuộc thi để bán thông tin cho các nhà quảng cáo. Scott Disick được cho là nhà tổ chức chính của trò chơi xổ số và các thành viên trong gia đình của Kim Kardashian, gồm Khloe, Kourtney, Kris và Kylie Jenner, đã quảng bá trò chơi cá cược đến hàng triệu người theo dõi trên Instagram. Do đó, các nguyên đơn yêu cầu mỗi người bồi thường 20 triệu đô la Mỹ. Công ty quản lý của nam diễn viên An Sung-ki thông báo ông đang phải điều trị ung thư máu. Và ngay sau đó, nghệ sĩ gạo cội tham gia sự kiện cũng thừa nhận đang chiến đấu với bạo bệnh, nhưng ông bày tỏ thái độ lạc quan. Trong những hình ảnh mới nhất, nam diễn viên 70 tuổi xuất hiện với gương mặt sưng tấy, giọng khàn yếu ớt, lông mày rụng gần hết. Ông phải sử dụng tóc giả khi tham gia sự kiện và phải nhờ đồng nghiệp giúp đỡ để đi lên sân khấu. Ông An Sung-ki là diễn viên gạo cội của Hàn Quốc. Với sự nghiệp lừng lẫy, ông được mệnh danh là biểu tượng điện ảnh của Hàn, diễn viên quốc dân một thời. Ông từng nhận được vô số giải thưởng nghệ thuật danh giá như giải Rồng Xanh, Baysan. Tháng 10 năm 2020, An Sung-ki đã từng nhập viện khẩn cấp. Truyền thông đưa tin ông bị bạo bệnh, nhưng nam diễn viên này phủ nhận và khẳng định bản thân kiệt sức do làm việc quá mức. Ba tài tử danh tiếng của Hollywood là George Clooney, Brad Pitt và Matt Damon chuẩn bị tái hợp trong bộ phim Ocean 14. Đây là sự hợp tác đầu tiên của cả ba ngôi sao sau 15 năm kể từ sau sản phẩm cuối cùng mà họ làm chung là Ocean 13. Dù trước đó họ từng khẳng định rằng Ocean 13 là bộ phim cuối cùng của họ. Một nguồn tin cho biết đã có tin đồn trong nhiều năm qua về một bộ phim với sự tham gia của cả ba ngôi sao. Nhưng cuối cùng thì giờ đây tin đồn đã trở thành sự thực. The Ocean hay Những Tên Cướp Thế Kỷ là tác phẩm nhượng quyền thương mại của Mỹ. Trước đó, Ocean 13 được cho là phần cuối cùng trong loạt phim. Vì thế, việc George Clooney, Brad Pitt và Matt Damon tái hợp trong Ocean 14 khiến khán giả vô cùng thích thú. Tác phẩm theo chân Danny Ocean và Rusty Ryan khi họ lên kế hoạch đánh cắp 160 triệu đô la Mỹ từ chủ sòng bạc Terry Benedict, người tình của vợ cũ Danny Tess.